Các bạn ơi, bây giờ cá này mình đem mình đi nấu cháo môn nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ đi mặn nó, đặng mình đi nấu cháo môn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị để mình nấu cháo môn nha các bạn. Đó, môn này là môn nước này nha các bạn. Bây giờ môn của mình đem đi luộc nha các bạn. Bây giờ mình xào dầu cái con cá này nha các bạn. Các bạn ơi, con cá bây giờ mình thả vô nồi cháo rồi nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ á, cháo của mình á, là mình bỏ môn vô luôn rồi nha các bạn. Một mớ củ á, thì mình bỏ vô đây, còn một mớ cây á, thì mình sẽ bỏ ở ngoài. Mình luộc sẵn mình bỏ ở ngoài chứ mình không có để vô trong đây hết nha các bạn. Ở đây giờ mình bỏ một miếng mắm ruốc vô rồi, hồi nãy mình quay không có được á các bạn. Mình bỏ vô đây một miếng mắm ruốc rồi, và dưới lại đường một niêm nước mắm cà no á, là mình bỏ vô đây rồi. Hồi nãy mình mắc bận á, mình không có quay được. Giờ mình đi ra ăn nha các bạn. Chín rồi. Kiếm cái mùa đất ai thôi. Ngầu gạch. Biết lòng nó đất ai chứ. Cả đi ngầu. Ờ. Thì nó chạy lên lụng như vô ngầu luôn. Anh Tư ăn cái chơi ăn sao anh Tư? Mẹ em... Ngon. Béo béo mặn ngon ngon. Nuốt thử những chạy vô đó là. Nuốt sao mà chạy vô đó là. Không dướng lần chạy luôn. Bây giờ mình múc tô cháo ra để mình ăn nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Cháo này là cháo môn nha các bạn.
cháu mồm cá chê á, à, là cá mình nuôi dưới hầm hôm qua mình bắt được á các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Cái này là mình nấu với lại môn môn nước á các bạn. À, các bạn thấy chưa, môn này ở nhà mình đi xuống mương á mình cắt luôn á các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái môn này mình ăn với lại mắm guốc nha các bạn. Hồi nãy mình có để mắm guốc vô đây hết trơn rồi nè. Ngon lắm các bạn ơi. Cái này cá chê nè các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nha. Cá chê rất là ngon các bạn ơi. Cá chê này nấu cháo mồm là ngon dữ lắm. Cái này là toàn là đồ thiên nhiên không á các bạn, cá nhà mình nuôi, nuôi dưới hầm này vậy chứ tự nó lớn nó sống rồi các bạn, chứ cũng không có cho ăn gì nhiều nữa, lâu lâu có cơm nguội bỏ xuống cho nó ăn thôi, chứ cũng không có cho ăn thức ăn người ta đâu. Còn môm này môm nước đó các bạn, mình bứng mình lấy cái củ luôn, cho nên nóng nó ngon lắm. Cái tàu mà nó hơi non non các bạn, giữ lại cái củ. Bữa nay mình đi ra ở ngoài hầm này các bạn, mình ngồi mình ăn. Hồi nãy ở tính ăn luôn ở trong bàn rồi, nhưng mà ở hồi nãy có khách lại nữa các bạn, có khách lại nhiều quá cho nên mình không có quay được. Rồi mình đi ra ngoài này mình ăn. Ngon quá. Cháo mồm cá chê này các bạn. Cá chê này hình như là hồi nãy cân nó tới 2 ký mấy 3 ký á các bạn. Cá chê này là nấu cháo mồm là ngon nhất. Nó bự. Ngon lắm các bạn ơi. Hết tô luôn các bạn ơi. Ăn hết tô cháo đổ mồ hôi luôn các bạn. Thiệt ngon luôn. Video đến đây cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.